theo bí kíp gia truyền của võ gia trang nhà em. Em có thể dùng cái cỏ này để chữa được bệnh Nam Khoa. Nam Khoa là gì? Tài liệu nào vậy? Hả? Làm sao chứng minh được cái điều em nói? Thì hôm nay anh tìm tới với em là để chữa bệnh Nam Khoa đúng không mày? Mày bị Nam Khoa hả? Đầu ra khó nói từ trước tới giờ nên ngày hôm nay anh mới kêu là nói nhỏ cho em nghe. Nói nhỏ gì, nói bự nè, nguyên một tô bự nè. Bạn cần cỏ mực này đó, có cho bạn rồi đó, giờ bạn làm gì vậy đó, bạn làm đi. Cỏ nhỏ nồi nè là có thể cầm máu, có thể trị được vết thương, chữa được bệnh, rồi có thể làm đen tóc. Nè em thấy như cái gì làm đen tóc mà xăm chân mày rồi này nọ, có nghĩa là làm cho cái màu của nó đậm á hả? Đúng rồi, thì chữa bệnh Nam Khoa là bị hói đầu của anh đó. Ủa chứ anh nói bệnh gì? Trời đất. Cái này không phải là hói đầu hả? Cái này là tráng cao, nó là một đặc điểm về mặt sinh học di truyền, chống có bệnh. Bây giờ làm sao cho nó ra được cái cỏ mực này, xong rồi em nghe nói là mình dùng nó để xăm được. Nấu lên. Thông thường anh em qua hói đầu là đúng rồi, tại vì cái nam bị hói luôn. Nữ không bị hói. Nữ có chứ. Không. Cái gen hói đầu không có nữ. Nè nè, nấu cỏ mực ra này bà con. Anh này nếm một ngụm xong rồi nói cho mọi người biết cảm nhận. Thiệt sự mình cũng sợ ông uống xong cái ông bị gì chắc. Tôi giống như chuột bạch vậy đó. Thôi quá, không kêu tôi đi. Ngon. Đặng nghe à. Thì sao? Đặng lắm hả? Đặng lắm. Đặng này có trời ơi. Dạ, lấy cái muỗng rồi hút vô. Đặng lắm mày. Sao mà không để trữ lại giờ để em theo cho các thám tử hôm nay uống thử. Chắc là người thúi. Rồi nhiều quý khán giả có đây. Xăm là phải dùng dụng cụ xăm chứ. Ờ, phải dùng cái kim ba đầu này nè. Cái này là đang là vẽ chứ không phải là xăm. Vẽ, hiểu không? Kim ba đang vẽ. Gì vậy? Thất bại rồi. Cái tiếng mít khác nghe em đi. Ủa nhiệm vụ là cái gì, nhắc lại anh nghe cái coi. Tự nhiên chưa tại xăm mình. Xăm mình thì tới điểm xăm. Sợ đau. Sợ già. Bôi được. Xăm thì đau lắm anh không biết hả? Tụi gái tụi em sợ đau lắm. Ê, ê, ê. Cái gì? Ủa cái này là cái gì? Nó là henna. Bạn anh mới học. Mà vẽ ngôi sao vậy hả? Trời ơi, em hồi nãy giờ em cứ tưởng cái này là dính của cái cỏ mực á. Không, không phải hả? Không, bữa trước đây nó còn nhiều lắm, nguyên bàn tay anh luôn. Nhưng mà tại vì để cỡ 3 tuần rồi cái nó phai dần còn nhiêu đây. 3 tuần rồi, mà giết nguyên bàn tay luôn. Ui da, gì á? Cái cách này hay vậy, sao không lấy ra từ đầu đi? Bắt ngồi nấu nước rồi anh muốn thử tài năng nấu ăn của em hả? Và sau một khoảng thời gian vô cùng vất vả thì hai anh em, quên hai chị em đã tìm cái ra gì? Được sư phụ để giải quyết vấn đề ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là chị Vi, là người chủ sở hữu của Henna Tattoo Việt Nam. Bên Vi có tìm hiểu về henna cách đây khoảng 7-8 năm, thì thời gian đó ở Việt Nam hầu như là chưa ai biết, chỉ có một số bạn là đi du học hoặc là đi du lịch hoặc là lấy chồng Ấn Độ ở Việt Nam thì mới biết tới thôi. Cái mực henna này làm từ lá cây henna, tức là 100% tự nhiên luôn. Ê, tôi thấy có mấy người Việt Nam mình gọi có màu đen móng nữa. Sao bà vẽ bằng nâu? Đó, là màu đen tí nữa chị vẽ được. Thì nghe quen quen, móng với ngón nó trùng trùng nhau. Nó là một cái dạng cây, dạng bụi, dùng lá chứ không phải là cỏ. Nó trồng nhiều ở Ấn Độ, Pakistan nè, các khu vực Nam Phi, Bắc Phi, những cái nước mà có khí hậu nóng á. Thì mình đốt cái lá đó, mình phơi khô, giã nhuyễn ra thành cái bột. Thì cái bột đó mình pha với một số cái nguyên liệu khác như là chanh, đường, tinh dầu này nọ. Thì mới thành cái mực henna được. Chỉ có duy nhất màu nâu. Ủa sao biết có màu đen? Ờ, cái đó là henna giả. Sức lên thì đồ giả nó thế nào mà đồ thiệt nó thế nào? Đen là giả hả? Nhìn bề ngoài thì giống nhau. Tại vì màu henna là màu nâu. Quá trình lên màu của nó kéo dài trong 24 giờ. Lúc vẽ xong là nó màu cam. Dần dần nó mới chuyển thành màu nâu đậm. Càng ngày nó càng đậm dần lên. Đúng không? Còn henna đen á, vẽ một cái đen thui liền luôn. Cái này là thí dụ như là có bầu nè, hoặc là muốn thay đổi cái hình đó theo thời gian chứ không có muốn nó giữ hoài. Đấy, em thấy mùi y như là mùi trà xanh. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà đừng uống nha. Và đó không có vị à. Ông này muốn nếm thì hả? Nhiều mà nó không có vị, anh tưởng em nếm á chứ. Em có nếm không vậy? Em không nếm, nhưng mà anh là người chùm nếm, cái gì cũng nếm hay anh nếm đi. Nếm có sao không? Nếm có sao không? Không biết, là chưa thử. Mình ngồi đây mà cái này lá mà. Thì vậy thôi. Lại chưa thử. Wow. Thích mình lâu. Đó. Nhưng mà tại sao cậu có vẽ như mấy anh luôn cả. Mọi người coi cái hình đó là hình gì? Tay luôn á. Đúng rồi. Cô... Hình đó là hình gì? Mà dạ lắm, không có dám giải quá. Chị học vẽ như thế này bao nhiêu lâu thì vẽ được. Chứ không phải là in hình lên rồi mới vẽ thêm nét hả? Có loại đó nhưng mà cái này mới là henna truyền thống thôi à. Cái nó vẽ lên xong nó hình nó tóc ra.
hoa sen nghe cái ngón tay là mực bình thường mà đâu phải là mực của Hana đâu. Đừng có cử động nhiều trời ơi. Em xin lỗi. Wow, đẹp quá nha. Đó, cái mực nó màu xanh mọi người thấy không? Xong tí nữa nó sẽ đen lại thành màu đen.